chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị có mặt hôm nay ở đây luôn luôn dồi dào sức khỏe. Và xin quý vị, chúng ta hãy cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho cuộc chiến đấu trên quê hương đất nước của chúng ta, nhất là trong trường hợp cha Lý đang thọ nạn. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn chính hữu Phan Minh Lực rất nhiều. Và kính thưa quý vị, lúc nào chính hữu cũng có mặt khắp nơi, từ San Jose, từ Sacramento và có thể nói Nam Cali. Chúng tôi cũng thấy chính hữu Phan Minh Lực có mặt để tiếp xúc với tất cả các hội đoàn đoàn thể chống cộng tại California.